Vô ngã độc tôn, tập 138. Tạ An Quân vốn dĩ là tính trước kỹ lưỡng, ngay lúc hắn đang đắc ý trách mắng và sỉ nhục Cao Minh Thu, cũng là vì hắn nhận ra bây giờ Cao Minh Thu đã không thể đánh lại mình mới lớn gan láo sực như vậy. Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ mà Cao Minh Thu đã từng phạm phải, mà hắn tin chắc hiện giờ Cao Minh Thu đã không còn sức lực gì nữa. Nhưng đôi lúc này một sự việc bất ngờ xảy ra. Trên người Cao Minh Thu lại xuất hiện năng lượng tâm thần mạnh mẽ, khiến Tạ An Quân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn lùi về phía sau mấy bước, thận trọng nhìn Cao Minh Thu, thì thấy vóc người Cao Minh Thu đột nhiên thay đổi, dung mạo cũng thay đổi, thế mà lại biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, có gương mặt vô cùng thanh tú, thân hình nóng bỏng. Người phụ nữ này ngang bướng, vẻ đẹp của cô ta rất phô trương, khiến người khác không thể nhìn thẳng, như thể mùa hạ nóng bức. Cô ta là ai chứ? Cao Minh Thu, lẽ nào ngươi là phụ nữ sao? Tạ An Quân cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khó mà tin được. Cũng chỉ có khả năng Cao Minh Thu là phụ nữ, hiện giờ mới hiện nguyên hình của cô ta. Nhưng người đến vẻ phóng khoáng và hùng hồn của Cao Minh Thu trước đó khiến Tạ An Quân cảm thấy hơi hoang mang. Lẽ nào đây là Cao Minh Thu thật sao? Có thể nào của Cao Minh Thu lại là phụ nữ sao? Ta có phải phụ nữ hay không? Lẽ nào ngươi không nhìn ra hay sao? Thôi Nhi trợn mắt nhìn Tạ An Quân, hoàn toàn khác với vẻ ngang ngược lúc trước gặp Dương Hạo, khác hoàn toàn với vẻ khí chất vốn có của cô ta. Điều này khiến Dương Hạo đang âm thầm quan sát không khỏi bất ngờ. Lẽ nào thái độ của cô ta với mình là đặc biệt, nhưng người đàn ông khác đều không cần phải giả vờ sao? Dương Hạo bỗng nghĩ đến một khả năng, suy nghĩ về Thu Nhi cũng khác đi. Sở dĩ anh không muốn chấp nhận Thu Nhi, nguyên nhân rất quan trọng là cảm thấy tính cách của Thu Nhi quá mức phô trương. Anh còn tưởng Thu Nhi đối xử với bất kỳ người đàn ông nào cũng như thế. Thật ra anh không biết về quá khứ của Thu Nhi. Trong thế giới Minh Vương, Thu Nhi có biệt danh là núi băng. Nếu ví người đàn ông như chiếc thuyền, thì khi đối mặt với Thu Nhi, từng chiếc thuyền này chỉ có thể dần dần chìm xuống. Còn tại sao Thu Nhi lại có thái độ khác thường với Dương Hạo thì bây giờ vẫn là một câu hỏi đối với Dương Hạo. Nhưng khi phát hiện Thu Nhi đối xử với mình khác với những người khác, anh lại có cách nhìn khác về Thu Nhi. Tạ An Quân sửng sốt, bật cười. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng đừng mơ được sống. Tạ An Quân ta cũng xem như phẩm chất tốt, không tàn sát bừa bãi. Nếu ngươi đã là phụ nữ, ta cũng không làm nhục ngươi. Ngươi tự sát đi, cũng bớt chút khó chịu. Thu Nhi bình thản nói. Lẽ nào ngươi tự tin như thế thì có thể thắng được ta hay sao? Nếu ta nói ta không phải là Cao Minh Thu thì sao? Tạ An Quân khá bất ngờ. Khí chất của Thu Nhi và Cao Minh Thu hoàn toàn khác nhau. Dù là Cao Minh Thu cải trang thành phụ nữ cũng nên có khí chất đàn ông mới phải. Lẽ nào trên đời này có thuật thay đổi thành công như thế hay sao? Dĩ nhiên là có thuật thay đổi cao siêu, nhưng là thay đổi gương mặt, chưa từng nghe nói có thể thay đổi khí chất của một người. Đó là phong vận của một người, là thứ không thể thay đổi được. Cao Minh Thu hay không phải là Cao Minh Thu cũng như thế thôi, với ta đều như nhau. Tạ An Quân nhanh chóng đưa ra quyết định. Chết đi. Ngươi tự tin thế sao? Thật ra Thu Nhi đang kéo dài thời gian, nhưng Thu Nhi cũng không biết rốt cục kéo dài như thế có tác dụng gì. Bây giờ Thu Nhi hơi hối hận, tại sao lần này tu luyện lại chọn tu luyện lực tâm thần chứ? Mình chỉ muốn thử tu luyện từ trong ra ngoài bằng lực tâm thần xem có phải có thể làm cho con đường tu luyện của mình có tác dụng nhanh hay không, có thể tránh được những chướng ngại lúc trước. Nhưng không ngờ lần này lại rơi vào trong nguy hiểm. Nếu không phải do Cao Minh Thu nhất thời đầu óc không tỉnh táo, phạm phải sai lầm ngu ngốc, thì sao có thể khiến bà đây rơi vào bước đường cùng là chứ? Nếu đối phó với thiên quân bình thường bằng lực tâm thần, Thu Nhi tin chắc mình có thể giải quyết được đối thủ. Còn với thiên quân cao cấp lại khó hơn, nhưng cũng có thể thử. Nhưng bây giờ Tạ An Quân là thiên quân viên mãn, Thu Nhi muốn giải quyết đối thủ mạnh này bằng lực tâm thần, tỷ lệ thành công sẽ không quá 50%. Đây không phải là trong cùng một cơ thể, chỉ dựa vào sức mạnh tâm hồn để đánh nhau. Mặc dù Thu Nhi vốn dĩ không có tu vi cảnh giới, nhưng sức mạnh của lực tâm thần giúp cô ta có thể ngang tay với Cao Minh Thu nhiều lần, thậm chí có thể chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ thì không phải. Muốn bảo Thu Nhi và Tạ An Quân đánh nhau thật thì cô ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào lực tâm thần cao siêu là không thể làm được. Tạ An Quân cũng không có lựa chọn gì khác,
hắn nhìn chằm chằm vào Thu Nhi. Cho dù người phụ nữ này và Cao Minh Thu có quan hệ gì, Cao Minh Thu cũng đang ở trong cửa thế này, nên chắc chắn phải giết thì mình mới yên lòng. Hoặc Tạ An Quân bật cười, đúng là ta tin ngươi không phải là đối thủ của ta thì có làm sao. Thu Nhi chậm rãi giơ cánh tay phải trắng ngọc ra, không chạm vào cây thương trong tay Tạ An Quân, cây thương đột nhiên vỡ thành từng mảnh. Lực tâm thần quá mạnh, ánh mắt Tạ An Quân không khỏi lộ ra vẻ hoảng hốt. Hắn không ngờ lực tâm thần của Thu Nhi sẽ mạnh như thế. Liệu mình có thể chặn được lực tâm thần đáng sợ này hay không? Thu Nhi không nói gì, chỉ bình thản nhìn Tạ An Quân. Sự im lặng này khiến Tạ An Quân cảm thấy hoảng sợ hơn không nói gì. Tạm biệt. Tạ An Quân cười khổ, hắn chưa từng nghe đến lực tâm thần đáng sợ như thế này. Đừng nói là hắn, e là ngay cả sư phụ của hắn, Phong Đế, cũng không có năng lực tâm thần khủng khiếp như thế. Lực tâm thần này gần như đến mức không gì mà không thể. Hơn nữa, nếu lực tâm thần này đánh nhau, e là mình còn chẳng biết mình chết như thế nào. Thu Nhi khẽ gật đầu, thấy Tạ An Quân rời đi, cơ thể bỗng chốc trở nên yếu ớt, không còn chút sức lực. Chiêu lực tâm thần vừa rồi trông có vẻ đơn giản, nhưng đã là chiêu dồn hết toàn lực của Thu Nhi. Cô ta và Cao Minh Thu từng liên tục đánh nhau bằng lực tâm thần, ngược lại khiến lực tâm thần của cô ta ngày càng mạnh hơn, nhưng đó là xảy ra trên cùng một cơ thể. Mà bây giờ cô ta lại dùng xác thịt bên ngoài, đây là lần đầu tiên nên khiến cơ thể cô ta bị tiêu hao quá nhiều. Thu Nhi, cảm ơn người đã giúp đỡ, nếu không ta đã xong đời. Cao Minh Thu cũng thở phào, chỉ cần Tạ An Quân rời đi thì đã an toàn, xung quanh đều là người của mình. Ta cũng cố gắng thử. Sắc mặt Thu Nhi bỗng nhìn trắng bệch vì cô ta nhìn thấy bóng người lướt qua. Tạ An Quân lại quay lại. Cô có phải là không ngờ ta sẽ quay lại hay không? Tạ An Quân bật cười nhìn Thu Nhi. Đúng là không ngờ thật. Hoặc nói là mặc dù ta nghĩ có thể giấu được ngươi, nhưng không ngờ ngươi hiểu ra nhanh như thế. Thu Nhi không phải không đoán được Tạ An Quân sẽ quay lại. Ban đầu cô ta muốn bày bố một trận pháp trước khi Tạ An Quân quay lại, vì chỉ là dùng không gian vương trướng ở đây để thay đổi nên không cần dùng nhiều lực tâm thần. Nhưng cô ta đã đánh giá quá thấp Tạ An Quân. Tạ An Quân cười nói, cô nương thông minh thật đó, không ngờ có thể gạt được cả ta. Nếu ta không đoán lầm thì Cao Minh Thu hắn là hai người, một là đàn ông, một là phụ nữ. Phụ nữ chính là cô. Thu Nhi lại lùng nói, thế thì có làm sao. Tạ An Quân bỗng nhiên bật cười, hắn ngồi xuống không hề xem thái độ của Thu Nhi là lời châm chọc. Ta muốn nói vài lời với ngươi, không biết cô nương có đồng ý nghe hay không. Thu Nhi không khỏi sửng sốt nhìn vào mắt Tạ An Quân, cảm nhận được sự xâm lược từ trong đôi mắt đó khiến Thu Nhi hoảng hốt. Ngươi không nói nghĩa là ngầm đồng ý. Tạ An Quân cười nói, vốn dĩ ta có chút kiêng dè ngươi, nhưng bây giờ ta đã biết ngươi và Cao Minh Thu ở trong cùng một cơ thể nên không có gì phải kiêng dè nữa. Thu Nhi nhíu mày nói, Tạ An Quân, ngươi là có ý gì? Vậy ta nói thẳng luôn. Tạ An Quân cười nói, ta hy vọng có thể hợp sức cùng ngươi loại trừ Cao Minh Thu, như vậy thì cơ thể này sẽ thuộc về ngươi, ta còn có thể loại bỏ đi mối lo, ngươi thấy như thế nào? Thu Nhi bật cười, ngươi thật biết tính toán, ngươi chắc chắn như vậy sao? Hà, người đẹp thiên tư quốc sắc như ngươi đương nhiên không thể dùng chung một cơ thể với một tên đàn ông thối tha. Mà vừa hay ta cũng muốn giết hắn, chúng ta cùng hợp tác chẳng phải rất tốt hay sao? Tạ An Quân thản nhiên nói. Thu Nhi cười cười, còn gì nữa không? Tại sao ngươi không nói ra hết luôn đi? Vậy ta xin nói luôn, mặc dù ta không biết tại sao ngươi và Cao Minh Thu lại ở trong cùng một cơ thể, nhưng ta dám khẳng định lai lịch của hai vị không hề tầm thường. Tại sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch cơ chứ? Tạ An Quân vừa nói vừa tiến lên, khí tức của người đàn ông phả lên mặt Thu Nhi, khiến Thu Nhi cảm thấy sợ hãi. Thu Nhi chưa từng trải qua chuyện này, kể cả khi ở cùng Dương Hạo trước đây đều là do cô ta trêu chọc Dương Hạo, còn bây giờ Tạ An Quân lại đang trêu đùa cô ta. Nếu là ở thế giới Minh Vương, không phải ai cũng dám đối đầu và vô lễ với Thu Nhi, nhưng bây giờ cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, không hề có sức phản kháng trước mặt Tạ An Quân. Hành động hung hăng của hắn khiến Thu Nhi sợ hãi. Cái gì? Giao dịch gì? Thu Nhi lắp bắp nói. Cô gái này và Cao Minh Thu, hắn là cường giả đã gặp phải tai họa sau kiếp nạn đại đế, cho nên hai linh hồn đồng thời rơi vào trong cùng một thân thể. Vì vậy, cô gái này sẽ giúp được ta rất nhiều, thậm chí còn có thể cùng ta chinh phục thiên hạ. Tạ An Quân thầm nghĩ trong lòng. Thì ra, Tạ An Quân nghĩ như vậy. Chẳng trách khí tức tâm thần trên người Thu Nhi tỏa ra quá mạnh mẽ, chỉ là Thu Nhi vẫn chưa đủ kỹ năng để có thể giải phóng lực tâm thần. Đợi sau bước này sẽ khiến lực tâm thần của Thu Nhi
đạt đến một trình độ khả quan hơn, thậm chí là ngang bằng với đại đế. Tạ An Quân là đệ tử của Phong Đế, tu luyện thiên phú cấp cao, nếu không phải cũng không thể tu luyện thành thiên quân viên mãn ở độ tuổi 30. Mặc dù cảnh giới vẫn chưa đạt đến đại đế nhưng cũng không kém là bao. Mặc dù bây giờ Thu Di không chịu nổi một đòn, nhưng trên người cô ta có sức mạnh đáng sợ, vì vậy mới khiến Tạ An Quân chú ý đến Thu Di. Ha, ngươi không cần sợ, ngươi thấy ta thế nào? Tạ An Quân đứng thẳng lên, tỏ vẻ đoan chính. Mặc dù hơi sợ hãi nhưng Thu Di vẫn là đừng nói, đồ không biết xấu hổ, lòng lang dạ sói, thật không nghĩ ra việc ngươi không thể làm. Mặc dù da mặt của Tạ An Quân rất dày, nhưng khi nghe lời nói đánh giá của Thu Di, hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù sao bị một cô gái coi thường như vậy, thật không thể chịu nổi. Hắn cười nói, đây là vì chúng ta chưa thân quen thôi, đợi đến lúc chúng ta thân rồi, ngươi sẽ biết ta là một người đàn ông được con gái yêu thích. Thu Nhi bĩu môi, mèo khen mèo dài đuôi, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Hà, ta rất thích ngươi, hy vọng ngươi đồng ý gả cho ta, trở thành vợ của ta. Tạ An Quân lúc này thành khẩn nói ra, thân phận của ta cũng xứng với ngươi, không biết ngươi thấy ta như thế nào. Mặc dù Thu Nhi đã dự liệu từ trước, nhưng nghe thấy lời của Tạ An Quân nói ra, cô ta vẫn trợn tròn mắt, xua tay liên tục, không được, ta chắc chắn không đồng ý. Tạ An Quân cười nói, tại sao chứ, lẽ nào ngươi đã có người khác rồi sao? Trong đầu Thu Nhi hiện ra vẻ ngoài anh tuấn, khí chất hiên ngang của Dương Hạo, mặt cô ta liền đỏ bừng lên. Ngươi thật sự đã có người trong lòng rồi sao? Là ai thế? Tạ An Quân thay đổi sắc mặt, vừa rồi hắn vẫn cười đùa, nhưng bây giờ trong mắt lại lộ ra vẻ hung tợn. Ta thích ai thì liên quan gì đến ngươi, ta thật sự có người trong lòng rồi thì ngươi dám làm gì ta? Thu Nhi tức giận đáp lại, ngươi không nói cũng không sao, nhưng từ bây giờ ngươi chính là người phụ nữ của ta, ta nói gì ngươi đều phải nghe theo. Tạ An Quân lạnh lùng nói ra. Thu Nhi là cường giả chuyển thế, sức mạnh của cô ta vượt xa những gì Tạ An Quân có thể thấy, vì vậy cô ta vô cùng tức giận trước mệnh lệnh của Tạ An Quân. Tạ An Quân, ngươi không đủ tư cách để nói như vậy với ta. Nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi. Tạ An Quân chế nhạo, e rằng chuyện này không do ngươi quyết định nữa rồi. Tạ Thu Nhi hoang mang nói, ngươi là có ý gì? Nếu bây giờ ta biến ngươi thành người phụ nữ của ta, thì lẽ nào ngươi còn dám phản bội ta sao? Trong mắt Tạ An Quân hiện lên một tia nham hiểm. Sau khi ngươi trở thành người phụ nữ của ta, ta có thể thực hiện kế hoạch của mình. Ta phải khẳng định rằng ngươi thật sự là người đẹp hiếm có đó. Tạ An Quân thích Thu Nhi đương nhiên cũng vì ngoại hình, càng vì thân phận đặc biệt của Thu Nhi. Hắn biết Thu Nhi vì độ kiếp thất bại cho nên mới rơi vào bước đường này. Điều này càng chứng tỏ phía sau cô ta là một tông môn thần bí nào đó. Mặc dù trong thế giới Phong Vũ có 7 vị đại đế, bao gồm Tam Kiếp Đại Đế, Đồng Nhai Đại Đế, Đan Đế, Nghiệp Đế, Huyết Hải Kiếm Đế, Vô Song Đại Đế và Phong Đế. Nhưng trên thực tế, liệu có trong thế giới Phong Vũ còn có vị đại đế ẩn thân nào không thì không một ai biết được. Trong thế giới Phong Vũ, từ lâu đã có tin đồn về tông môn và đại đế thần bí. Nếu cô gái này gặp phải đại họa trong lúc độ kiếp, thì ít nhất có thể xác định rằng lai lịch phía sau cô gái này rất có thế lực. Nếu chinh phục được cô gái này, vậy thì tông môn thần bí phía sau cô ta sẽ trở thành chiếc ô che chở cho Tạ An Quân. Không phải người phụ nữ trước khi trở thành đàn bà thì khóc lóc không chịu vâng lời, nhưng sau khi trở thành đàn bà thì chỉ có thể thấy chồng, theo chồng, nghe mệnh lệnh chồng mà thôi. Ngoài thân thế của Thu Nhi ra, khiến Tạ An Quân động lòng thì bản thân Thu Nhi cũng là một tài nguyên hiếm có. Cơ thể mà Thu Nhi và Cao Minh Thu đang chiếm giữ thuộc về người thừa kế của tập Linh Giác. Điều này vô cùng có lợi cho hắn, đủ loại ý tưởng tham vọng cứ hiện lên trong đầu hắn. Thu Nhi sững sờ, cô ta không ngờ Tạ An Quân lại vô liêm sỉ đến vậy. Nếu liều mạng chống cự thì cũng chẳng có tác dụng gì, nên cô ta đành trợn mắt nói, Tạ An Quân, ngươi đợi đã, ta còn có điều muốn nói. Tạ An Quân cũng không hề sợ cô ta bỏ chạy, mặc dù ép buộc có thể đạt được mục đích của mình, nhưng kiểu không tình nguyện thuận theo này sẽ đem lại không ít tác dụng phụ. Nếu như có thể khiến Thu Nhi thay đổi thái độ thì sẽ tốt hơn. Ngươi đừng hòng giở trò với ta, ngươi không thể thoát khỏi tay ta đâu. Tạ An Quân chế nhạo buông tay ra, trừ khi ngươi có thể giết được người trong lòng của ta, nếu không ta sẽ không đồng ý. Vì quá mất tuyệt vọng cho nên Thu Nhi chỉ có thể nói nghĩ ra cách này. Dương Hạo, ta cũng vì bị ép đến đường cùng cho nên mới làm như vậy,
Nếu không, ta sẽ không bao giờ làm liên lụy đến huynh. Thu Nhi thầm nghĩ, người trong lòng ngươi là ai, hắn ở đâu? Tạ Anh Quân không kìm được cơn tức giận trong lòng khi nghe Thu Nhi yêu người khác, khi sắp trở thành người phụ nữ của mình. Không người đàn ông nào có thể chịu để người phụ nữ của mình cắm sừng, mặc dù trên thực tế Thu Nhi không phải là người phụ nữ của hắn, nhưng Tạ Anh Quân vẫn không chấp nhận được chuyện này. Huynh ấy tên là Dương Hạo. Thu Nhi nói ra, huynh ấy chính là người ta thích nhất, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của huynh ấy. Dương Hạo sao? Tạ Anh Quân kinh ngạc nói, ý ngươi là người ở Phiêu Tuyết Vương Thành sao? Thật ra Thu Nhi không biết rõ lai lịch của Dương Hạo, nhưng đến cả Tạ Anh Quân cũng biết đến thì chắc chắn là đúng rồi. Vì vậy Thu Nhi gật đầu nói, ngươi biết huynh ấy sao? Cho dù thiêu hắn thành tro, ta cũng nhận ra hắn. Tạ Anh Quân hùng hăng nói, được, ta đồng ý với ngươi, ta sẽ giết hắn, nhưng ta không thể thả ngươi đi như vậy được. Thu Nhi đang vui mừng vì kế hoãn binh của mình thành công, lại nghe Tạ Anh Quân nói như vậy. Cô ta liền nói, ngươi muốn gì? Trấn hồn ấn. Tạ Anh Quân cười nói, bây giờ ngươi đã là người phụ nữ của ta rồi, ta phải biết từng nhất cử nhất động của ngươi, ngươi sẽ không phản đối chuyện này đúng không? Thu Nhi thầm nghĩ, cô ta chỉ cần khôi phục một chút lực tâm thần là có thể xóa bỏ đi ở trấn hồn ấn. Trấn hồn ấn có thể khống chế được cô ta sao? Ngươi đừng nằm mơ, trấn hồn ấn của ta có thể biến ngươi thành tro bụi nếu ngươi có ý nghĩ nào khác, cho nên tốt nhất ngươi đừng có ý đồ gì. Tạ Anh Quân cười lớn cắt ngang suy nghĩ Thu Nhi. Thu Nhi cũng đã nghĩ đến cảnh Tạ Anh Quân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, vậy mà cô ta vẫn nghĩ tốt về hắn. Tạ Anh Quân vươn tay kết ấn, động tác như bay, một đạo ấn màu đen xuất hiện trong nháy mắt, truyền ấn vào trong cơ thể Thu Nhi. Sắc mặt Thu Nhi không thay đổi nhiều, nếu trấn hồn ấn áp chế linh hồn này nhập vào cơ thể cô ta thì Tạ Anh Quân sẽ không chỉ đơn giản là theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, mà cô ta sẽ trở thành nô lệ của Tạ Anh Quân, vĩnh viễn coi Tạ Anh Quân là chủ nhân. Đây không phải là điều mà Thu Nhi muốn. Thu Nhi không quan tâm đến việc sử dụng lực tâm thần sẽ khiến cơ thể bị tổn hại, cô ta cũng vẽ một tâm thần ấn phủ lên tay phải của mình, cố gắng ngăn chặn trấn hồn ấn của Tạ Anh Quân. Người đẹp vô dụng đừng hòng lừa ta, người muốn ta giết Dương Hạo ta sẽ đồng ý với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trở thành nô lệ của ta. Ta muốn ngươi làm cái gì ngươi phải làm như thế. Tạ Anh Quân bật cười lớn, ấn phù hai bên bùng lên ánh sáng chói lóa, từ từ va chạm với nhau. Thu Nhi hét lên một tiếng, cô ta phát hiện ấn phù của mình phát ra đột nhiên tan biến, dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Vốn dĩ lực tâm thần của cô ta vẫn chưa đến lúc sử dụng, nhưng hôm nay đã sử dụng trước thời hạn. Khi Thu Nhi sử dụng lực tâm thần, cô ta đã mất gần hết lực tâm thần đã ngưng tụ được, bây giờ là sử dụng quá độ để chống lại Tạ Anh Quân, từ khắc sẽ thấy được trình độ cao thấp. Nếu mọi người đều dùng lực tâm thần thì Thu Nhi có thể đánh ngang tay với Tạ Anh Quân, nhưng bây giờ Tạ Anh Quân sẽ không để Thu Nhi có cơ hội này. Thứ hắn dùng là lực cảnh giới. Sức mạnh ngoại phóng của lực cảnh giới hùng hãn hơn lực tâm thần rất nhiều. Nếu phá vỡ ấn phù này của Thu Nhi thì Thu Nhi sẽ bị Tạ Anh Quân khống chế. Cao Minh Thu ở trong cơ thể Thu Nhi nhìn ra được điều này, hắn không khỏi thở dài. Bây giờ mặc dù hắn muốn ra ngoài cũng không kịp nữa, đều là do hắn làm liên lụy đến Thu Nhi. Hắn dường như đã nhìn thấy kết cục thê thảm của chuyện này. Mình và Thu Nhi đều là cường giả chuyển thế của thế giới Minh Vương, không ngờ đến thế giới Phong Vũ lại gục ngay trên tay của Tạ Anh Quân. Điều này bảo Cao Minh Thu làm sao thể phục được chứ. Tạ Anh Quân cố ý chậm chạp đẩy trấn hồn ấn vào. Tâm lý của hắn khá biến thái. Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ đến mức thất thố của Thu Nhi. Hắn nở nụ cười tàn ác, thấy ấn phù của đối phương từ lớn bằng bàn tay bị áp chế thành lớn chỉ bằng chiếc nhẫn. Khi hắn vừa định tiêu diệt chút tâm thần cuối cùng của Thu Nhi thì bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ. Hắn nhìn thấy phù ấn của Thu Nhi bỗng phát ra ánh sáng lần nữa, thoáng chốc lực tâm thần đã áp chế lại trấn hồn ấn hắn phát ra, tấn công ngược lại về phía mình. Tình hình này xảy ra quá bất ngờ, nằm ngoài dự tính của Tạ Anh Quân. Ban đầu là hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, sao bây giờ đột nhiên tình thế lại xoay chuyển, khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ hoảng hốt. Lẽ nào lúc nãy Thu Nhi vừa tỏ ra vẻ yếu kém mà bây giờ mới là thực lực thật sự của cô ta sao? Nhưng khi Tạ Anh Quân nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Thu Nhi thì hắn biết đây không phải là sức mạnh của Thu Nhi. Nhưng như thế thì đã làm sao? Nếu bị ấn phù của Thu Nhi đánh vào trong người mình thì kết quả mình sẽ trở thành người hầu của cô ta. Vì hắn không biết tác dụng ấn phù của Thu Nhi là cái gì, nhưng một khi phá hủy trấn hồn ấn của mình thì sẽ đi vào trong người của mình.
Như thế, nó sẽ có tác dụng của trấn hồn ấn. Đây quả là một hiểm họa với Tạ An Quân. Hắn không hề nghi ngờ mình đối với Thu Nhi như thế nào, còn Thu Nhi cũng sẽ đối với hắn lại như thế. Tạ An Quân không phải là Thu Nhi. Thu Nhi không còn sức đánh trả trước mặt Tạ An Quân. Đó là vì Thu Nhi không tu luyện thực lực cảnh giới mà Tạ An Quân dĩ nhiên là có tu luyện. Hắn là thiên quân viên mãn. Tạ An Quân thấy tình thế không ổn, bèn vội vàng trốn đi. Nhưng ấn phù này hình như có mắt, cho dù Tạ An Quân trốn như thế nào cũng không thể tránh đi được. Rốt cục là ai, lẽ nào không dám ra gặp mặt hay sao? Tạ An Quân liều mạng né sang một bên nói ra: chẳng phải ngươi muốn giết ta lắm sao? Bây giờ ta đến rồi, ta muốn xem thử ngươi dám giết hay không. Một tiếng cười vang lên, một người đàn ông có thân hình khá gầy, mặc bộ đồ màu đen, gương mặt thanh tú bước ra. Anh bật cười ôm Thu Nhi vào trong lòng. Ngươi dám bắt nạt vợ ta, ta sẽ không đưa tay với ngươi, để cho vợ ta trút giận. Ha, quả nhiên là huynh. Thu Nhi không khỏi vui mừng và bất ngờ, nhào vào trong lòng Dương Hạc bật khóc. Thật ra lúc đầu Thu Nhi cũng không biết có tâm ý gì với Dương Hạc. Có lẽ là vì nhan sắc xinh đẹp của mình, thế mà không thể khiến Dương Hạc động lòng. Điều này làm cho cô ta có cảm giác không phục với người đàn thanh niên ở thế giới phong vũ này. Có lẽ là vì cách làm người của Dương Hạc khiến Thu Nhi cảm thấy thoải mái. Nhưng có phải muốn gả cho Dương Hạc hay không thì e là ngay cả cô ta cũng không thể nói rõ. Nhưng bây giờ Tạ An Quân đã khiến cô ta hoảng sợ. Đột nhiên nhìn thấy Dương Hạo xuất hiện, cảm xúc trong lòng cô ta trước đó là sợ hãi, sau đó là hoảng sợ, rồi đến vui mừng, khiến bản thân không thể kiềm chế được mà trào dâng. Thoáng chốc cô ta hiểu được tình cảm của mình. Dù ở thế giới Minh Vương hay thế giới Phong Vũ, cũng chỉ có một người đàn ông có thể làm mình rung động, đó chính là Dương Hạo. Dương Hạo sửng sốt, vốn dĩ anh bước ra là vì thấy những gì Tạ An Quân làm quá khác người. Cũng nhìn thấy Thu Nhi trước đó còn khá mạnh mẽ trước mặt mình, lại bị hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nhất thời cảm thấy đau lòng. Anh muốn bước ra can thiệp, nhưng bây giờ lại càng muốn vì ra tay vì Thu Nhi. Tạ An Quân chắc chắn không thể làm hại đến bất kỳ ai trong Ca Minh Tu hay Thu Nhi. Đây là điều suy xét cho thế giới phong vũ. Dư Hạo cũng rất không hài lòng với cách làm người đê hèn của Tạ An Quân, nhất là bắt nạt Thu Nhi, muốn đe dọa và ép Thu Nhi làm vợ. Mặc dù xét về cách làm của hắn là bản chất của người ngang ngược đã khiến hắn như thế, nhưng cũng không thể khiến Dương Hạo cảm thấy thoải mái. Không nhắc đến việc Thu Nhi đã từng giúp mình, nếu không nhờ có cô ta, Thiên Kiếp Cửu Trọng cũng sẽ không đưa cho mình Lôi Điện Chi Lực. Lợi ích lớn như vậy làm cho Dương Hạo cảm thấy mình nợ Thu Nhi một ơn nghĩa. Nhưng Thu Nhi dù gì cũng chỉ là một cô gái mình chưa từng quen đích thân. Khi thấy cô ta bị Tạ An Quân bắt nạt, Dương Hạo cũng sẽ không để chuyện xấu mặt như thế xảy ra. Anh có thể cảm nhận được cô gái trong lòng đang rũ bỏ mọi thứ mà than khóc, thầm lẩm bẩm: sao cô gái này lại khóc thật rồi chứ? Nhưng bây giờ Dương Hạo cũng không thể đẩy Thu Nhi ra. Mình đã nói cô gái này là vợ của mình, mặc dù chỉ là nói cho Tạ An Quân nghe, nhưng cũng nên diễn cho tròn vai. Người chính là Dương Hạo sao? Tạ An Quân thay đổi, sắc mặt lạnh lùng nói. Dương Hạo bật cười: đúng thế, Tạ An Quân, lần đầu tiên ta nghe nói đến tên của ngươi. Không biết ngươi đến từ đâu, hình như rất hận Dương Hạo ta nhỉ? Dương Hạo là một người tinh tế, chỉ nghe Tạ An Quân gọi được tên của mình đã có thể cảm nhận được không chỉ là nguyên nhân từ Thu Nhi. Tạ An Quân cười nói: Dương Hạo, ta không nói cho ngươi biết lai lịch của ta, ngươi chỉ cần nhớ tên của ta là đủ rồi, còn nguyên nhân gì đó ngươi cũng mặc kệ đi, tóm lại ta muốn giết ngươi. Hạo, giết hắn để trút giận cho ta. Thu Nhi ở trong lòng Dương Hạo nũng nịu nói: cô là cao thủ đỉnh cấp của thế giới Minh Vương, cô làm như thế có phải là quá đáng rồi hay không? Làm như thế sẽ khiến mấy thanh niên theo đuổi cô nghĩ thế nào? Cao Minh Thu thấy Dương Hạo xuất hiện cũng thở phào. Hắn rất tự tin khi có Dương Hạo ở đây, tin chắc Dương Hạo có thể hạ gục được kẻ tiểu nhân hèn hạ Tạ An Quân này. Chỉ là thấy bộ dạng tựa vào lòng Dương Hạo như chim non của Thu Nhi khiến hắn không khỏi nói ra: cần ngươi quan tâm sao? Thu Nhi cũng đang bực với Cao Minh Thu lập tức cãi lại: được thôi, ta mặc kệ cô. Cao Minh Thu vẫn cảm thấy áy náy với Thu Nhi. Nếu không phải vì mình thì Thu Nhi đã mất đi sự trong trắng. Với phụ nữ còn có thứ gì nghiêm trọng hơn thứ này chứ? Nếu không nhờ Dương Hạo xuất hiện kịp lúc, Thu Nhi và mình đều không có kết cục tốt đẹp. Dù thanh danh của hai cường giả tuyệt thế của thế giới Minh Vương có bị hủy trong tay một kẻ tiểu nhân hèn hạ thì cũng rất mất mặt. Nhưng lần này xem ra như nợ Dương Hạo một ơn nghĩa. Hơn nữa ơn lại nặng như vậy khiến lòng Cao Minh Thu nặng nề. Hắn trước giờ không thích nợ ơn người khác, đã nợ Dương Hạo nhiều như thế, mình phải nghĩ cách
trả lại mới được. Dư Hạo cười nói, vợ à, nàng yên tâm đi, dù không chết ta cũng phải khiến hắn bị lột một lớp da. Thật ra Dư Hạo không muốn giết chết Tạ Anh Quân. Anh nghĩ mặc dù cách làm người của Tạ Anh Quân cực kỳ bị ổi, nhưng rất có thể là vì thân phận của Cao Minh Thu và Thu Nhi mới khiến hắn làm như thế. Nếu vậy thì mặc dù Tạ Anh Quân gây thù với mình cũng không đe dọa đến tính mạng. Người như thế tồn tại vẫn rất có ích cho thế giới phong vũ. Còn giả tâm của tên này là đàn ông, có ai không có giả tâm đâu. Bây giờ hắn chỉ mới nghĩ mà thôi, vẫn còn chưa làm ra chuyện gì nên mình không thể hỏi tội hắn được. Nhưng lại dám bắt nạt Thu Nhi như thế, nếu không dạy dỗ hắn một chút để hắn nửa đời sau đều sợ mình thì hắn vẫn sẽ coi trời bằng vung. Mặc dù Dương Hạo không đồng ý giết Tạ Anh Quân vì mình, nhưng một tiếng vợ lại khiến Thu Nhi cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy vui như vậy. Trong thế giới Minh Vương, dường như cô ta sống chỉ vì tu luyện. Mặc dù bản thân đại sát tứ phương trong thế giới Minh Vương, nhưng cũng không được gọi là vui vẻ gì cả. Cô ta cũng được rất nhiều người mến mộ, nhưng khi cô ta đứng trên bục cao đỉnh cấp của thế giới Minh Vương, dù bên cạnh có rất nhiều đàn ông ngưỡng mộ mình, nhưng không dám bày tỏ với cô ta, vì họ đều biết không xứng với cô ta. Nếu bắt buộc phải tìm một người khá trẻ tuổi, thực lực tương xứng thì chỉ có Cao Minh Thu. Nhưng Cao Minh Thu và Thu Nhi là một người, mặc dù hai người đều đồng điệu với nhau, nhưng không có ai có suy nghĩ muốn ở bên nhau. Dù khi đến thế giới phong vũ cũng không có. Bây giờ đã có Dương Hạo, Dương Hạo đã bước vào trái tim cô ta bằng cách đặc biệt, khiến thế giới của Thu Nhi dường như chỉ có người đàn ông này. Cảm xúc này khiến Thu Nhi cảm thấy ngọt ngào.